Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Mơ Rắc, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra xử lý một nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Nhóm này gồm Bùi Văn Thiện, Phạm Hồng Thái, Đỗ Văn Hợp đều tạm trú ở huyện Mơ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, nhóm này khai nhận từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị phát hiện, chúng từ thành phố Hải Phòng vào huyện Mơ Rắc để tổ chức hoạt động tín dụng đen cho 150 người vay, tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng với mức lãi cao từ 121,7% trên một năm đến 405,5% trên một năm. Nhóm này nhắm đến những người có thu nhập thấp, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn trong mùa dịch COVID-19 và những người có nhu cầu vay nóng hoặc vay không có tài sản thế chấp để cho họ vay. Khám xét nơi nhóm này hoạt động tín dụng đen, tổ công tác đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Còn nhắn cho thằng Thái được chưa?